Đấy, đến nhà anh Vời. Sáng nay cái lúc mà tạnh chợ có gì khác không anh? Khác vậy. Thấy mẹ nhìn đỏ này sướng nhỉ. Phun nó đỏ này về nhỉ. Hôm nay sau con này sau nuôi được thì tiền khủng khiếp lắm đấy. Con này bây giờ nuôi hay là giao lưu luôn anh? Ai mua thì ai có nuôi tiếp. Lên đường hết đúng không? Bán cho nam sư có tìm đi này. Khoảng bao nhiêu cái này? Con này làm 25 triệu. Đấy. Đi máy là phải toàn lấy máy. Đồ già khỏi bàn rồi, đúng không? Đấy. Nó là 2 cây ghép vậy. 2 cây ghép. Mà nó ăn rồi, nó ăn mà này ghép lâu rồi. Đấy. Giờ chỉ còn mỗi cái đòn này to mà xuống đây nữa là làm ăn luôn. Anh em hôm nay đến tận nhà anh Vời luôn, lấy cái cây mà hôm nay mới chở được. Mưa lắm, em đi từ phố về mưa lắm. Đây thì mưa. Bây giờ mình có vài ngàn đấy. À. Trên mái này còn nhiều, tí nữa lên đây phát. Có một cái con nằm móng, có khi khả năng là tuyển thích nhưng mà... À được. Ừ, nằm móng nó... Để xem một vòng dưới này cái đã. Dưới này toàn đồ to nhỉ? Con 7 đầu, con 5 đầu. Mới à? Cái vùng đấy là còn độ anh ấy là vẫn tháng. À. Nó cũng phải nuôi chứ à. Vâng. Nó cũng phải nuôi nhưng sau con này nó là con này thì cũng tùm lắm. Con hiếm. À đây con sáng ngày đây gì? À. Ừ, sáng ngày. Con sáng ngày này là bao nhiêu tiền nhỉ? Anh nhỉ? Này 25 triệu. Là nhìn kinh đấy nhỉ. Lúc sáng có mưa ướt ướt bây giờ nó lại sáng sủa rồi. Ừ. Con này người ta tưới nước sông. Ừ. Sông nó bắt đen này. À. Chứ nó cũng là con là đấy lắm. Kinh nghiệm này. Đây làm con trực lão được. Thời gian là nó bay ra. Đấy. Ông nào thích ủi số luôn. Đây con tầng phá đây. Lại hóa lại có một con làng đẹp này. Cốt toàn cốt nuôi hay đấy. Đấy, cái đồ mini này trực này hay đấy. Quả cái trực gạo này nuôi được đấy nhỉ. Con này là mặt này mặt này nó là xanh quê. Xanh quê là đẹp chứ là nó đẹp mà. Đấy. Hay phết nhỉ. Đấy. Thân nó đẹp, con này trực gạo thân nó đẹp. Đẹp đấy. Già nó bé nhưng mà. Đấy. Gì đấy? À con này hôm mang chợ đúng không nhỉ? Mang hôm chợ rồi. Dưới này đổ kinh nhỉ. Rồi ốp xuống nghe Hương Thao bảo thích của Hương Thao nó để cho. À. Nó ngày xưa là nó nằm như này mình dựng bây giờ mình dựng lên về nó dựng ngược lên. Ừ. Hay phết nhỉ. Ôm đá tự nhiên đấy đúng không? Đào được con này về cũng kinh đấy nhỉ. Ừ, thì bổ núi đấy. Hôm mình xuống đấy mình dựng ra rồi nhưng mà một bên này nó có rễ, một bên này nó có mười cái rễ nhỏ. Rễ nó xuống tận dưới rồi đấy. Đây bè vào đá này. Rễ nó xuống tận dưới luôn. Thế nhưng mà mấy kia nó chưa có thì mình tác động nó để mình đục xong đắp sơ dừa vào để cho nó ra màn đấy nhỉ. Con này mới à anh hay là như nào đây? Con này hôm đấy dưới tó à, chưa trồng nhìn cũng béo phết nhỉ, hay đấy nhỉ. Con này bao nhiêu tiền anh? Con này 8 triệu. 8 triệu đấy. Nhà anh Vời là An Khánh nhá, An Khánh Hoài Đức Hà Nội. Làng cây cảnh luôn đấy, mặt này nhìn rất hay đấy. Xe này họ để nó bị mục, mình định bơm keo 52 vào xong đục nhưng mà thôi, cứ để cho nó lôi cho nó đẹp. Sạch sẽ. Nào mình nuôi cho nó đẹp. Ok đấy. Đấy, mặt nào ổn đấy. Lên chậu cái nó khác ngay. Đi, anh em mình lên kia phát đi. Toàn anh em nào toàn là phôi hai dành cho thợ. Địa chỉ dành cho thợ. Địa chỉ dành cho thợ anh em. Có cái sân hơi bị hay ở đây, nuôi cây vừa thấp tầng mà mát, hơi bị hay. Đấy. Rất nhiều cái đồ xị này. Đây có con nằm móng này. Không biết bắt đầu từ đâu đây. Ừ nhỉ, sáng sủa. Này nuôi thì cơ nó cao. Đấy, bò biết ghê phết nhỉ. Đây thì nuôi thằng này là nó to cắt được rồi ấy. Ừ. Cắt nó được rồi đấy, để mà nói cân đối thì là nó có bởi vì là giờ nó xuống nhiều rễ này rồi thì nó lôi nhanh lắm. Đấy. Kinh nhỉ, nuôi ác nhỉ. Không, mình mua về nó đã vậy này. Thế. Mới mua được có hơn tháng mà. Ừ, giống đồ cường duy quá nhỉ. Ừ, có cường duy mà. Con này nhiều người ấy nhưng mà mình
mua như cỡ em lên là không hỏi được đâu. Mình phải mua hơn người anh mua được. Cỡ em lên là chú con này nuôi là cơ cao. Đấy. Để đã dòng form dáng đã làng làng lắm rồi. Dòng là móng mà nuôi rồi mà có con đấy. Như này là con này là giá mà báo anh giá anh em là bao nhiêu anh? 15 triệu. 15 đồng. Đấy, chất lá thì quá tuyệt vời luôn. Lá móng mà đẹp lắm. Lá nào cũng như lá nào. Ra luôn dáng làng rồi. Mình đã kêu thích lá, kêu mình mình kêu rồi xuất được cái xi đi chắc cũng kiếm mớ. Xi bán được 23 triệu. Thế. Bây giờ lại vào anh Bình ở trong ấy rồi. Trịnh Văn Bình ở trong Hồ Chí Minh rồi. Hồ Chí Minh rồi. Ông ở dưới Hà Nam bán trong cho anh Bình. Ừ. Không biết bán lên bao nhiêu. Đấy, là đấy nhiều những cái đì cái thớt này sau nuôi hay đấy. Lì được là nuôi quá hay luôn. Bán 23 triệu mà. Dũng đấy. Bán có Huyền rồi. Dũng bán là em quay phim lên đấy, ông ấy đến đây. Tay đi xe ấy là nó đi sang bấy thầy Ninh Hiệp. Đấy, những cái kiểu như này nuôi rau hay lắm, cứ chảy xị ra sướng. Điền mà nuôi nó cứ chảy con này ra sáng ấy. Đấy, rất nhiều đồ hay. Tất nhiên anh em phải thợ thì nhìn mới ra được, biết nhìn là phải nhìn cái tương lai của nó ấy. Bán rất nhiều. Có hai cái cục quê một lùn lùn đây là bán rồi anh. Chưa. Để chỗ nào? Con kia. À đợt đợt em sang thấy có hai cái cục giống giống nhau ấy. À đây. Quân nó già chết mẹ rồi. Đó, mà có tí tiền này, tiền này. Đấy, nhìn thân lấy bán thân như cái trống á. Thân mà như cái trống ấy nhỉ. Đấy, kinh chưa? Đấy. Nó lúc mua về là nó sống già chết già đấy, bây giờ nó mới khỏe đấy. Già đâu nó mới khỏe. Đúng rồi. Và tay thợ gái thì nó phải khỏe lên chứ. Đấy, không không có một cái lá sâu nào. À. Đấy, thần mẹ như cái trống. Nó như là cái oản. Nó như là cái oản. Đấy, oản, oản đường, oản núi đấy đúng không? Ừ, đấy, kiểu vậy. Ngày xưa đi chùa hay được cái đấy, thụ lộc mang về. Cái này thì mới lấy quả thắng sứt đây. À. Lấy quả thắng sứt về. Đấy, cũng cái form lùn đầm này. Cắt phá này, đục, nuôi hắn đục, nhân nhớt, làm nhân nhớt. thắng không dám làm đâu. Nặng tay nó. Thắng không dám làm. Ví dụ như con này mà giao lưu anh em thì bao nhiêu anh? 6 triệu. 6 triệu. Đấy. Gọi là đồ hay hay ở đây đấy, tầm đấy. Con này thì mang ra rồi. Với con này thì bao nhiêu? Đấy. Con này rẻ, con này 3 đồng rưỡi. Đấy, 3 đồng rưỡi. Con này hạ ngọn nhưng mà hạ nó ngọn. Ấy mà thớt. Hỏi sơ bộ cho anh em biết là nó rất là mềm mại, lên đây nó còn vui cơ, không những mua được mà còn vui cơ. Đấy, nhìn đấy, hai tay một ngọn đóng rõ ràng. À. Con này là dòng dai, là dòng da trơn. Dòng da trơn. Đấy, đã, cái một cái cục nữa giống cái cục kia đâu ấy nhỉ? Cục nào? Giống cái cây quê ấy, hai cây giống nhau ấy. Kia, à, trong tốt, tùm ấy. Đang để cho nó tốt này mà. Nhìn này nhưng mà hàng trăm cây đấy. Hàng trăm cây, còn sân bên kia nữa cơ. Tốt tùm. Hai chục cây càng nhỏ rồi. À, đây. Này thì chịu, không nhìn được. Đấy, nhìn cái sân sướng không? Sướng. Sướng. Đấy. Còn đồ này thôi, nêu rêu, nuôi, nứng. Đó. Nó vẩn thôi. Mình nuôi được thì cái que cũng thành vàng hết. Cái này, đây này, mua điện bây giờ nó thành như thế này. Đấy. Mà còn, này, chất lá đẹp ghê nhỉ. Lá đẹp. Quê nó đẹp. Quê nó đẹp. Đấy nhưng mà lúc ngang móng. Lúc mua thì bố thằng nào cũng bảo nó là nằm điền đúng không? Nhưng mà mình lại thích nó là con này. Nó xanh quê lại đúng ý của mình. Nhìn thân thiết ghê, nu ghê đấy nhỉ. Nó đẹp mà. Thích nu này. Đấy. Mình nhỏ về mẹ búp thì da búp đỏ mà thôi xong rồi. Con này thì bao nhiêu anh? Con này 10 triệu. 10 đồng. Đấy. Nhìn thân nó nở sướng không mày? Chân chiếc có đấy. Xưa nó trồng thành chậu nhìn nhỏ quá. Ừ. Nó không được có chân. Ngoài. Ừ. Mặt sau chắc cũng ổn đấy nhỉ. Mặt sau thì nó hơi bị cháy một chút. Cây này nó hòm hòm rồi. Đấy.
nét nhất đường nét đầy đủ rồi, chỉ con này làm... thì có cút ra chỉ dặn mà ra thôi, làm bông làm răm thôi đẹp đấy. Nhìn cái thân, nhìn cái chỗ này sướng, thích. Mua trăm viện đấy à, viễn viễn bán kinh ấy, 6-7 tháng nay rồi nhưng mà sang bên này phát nhỉ. Bên đấy có cái gì phải toàn đồ tham quan cái vườn anh em biết. Những cây như này sao nuôi đẹp hết, đẹp hết. Năm điền hết, toàn năm điền, đa số là năm điền. Đã. Cứ nuôi được khoảng đôi năm nữa nhìn lại không nhận ra. Cục cục như này, năm điền thì nuôi nó mới biến được mạnh. Đã. Cháu trước lên đất này là đi là còn chặt đấy. Cháu này là bán nhiều rồi. Ở đây, chú xi xiếc này quần quại hết. Con xi này mua cũng đã hơn tháng về nọc, mua 2 con bán 1 con rồi. Này là nó là mua hồng đấy. Dòng này mình chất nào này mà chất nào đẹp. Ý là cũng chậu sang thì mình thay đi thôi đúng không? Thì mình đang nguyên vậy này, mình để cho nó nguyên mà. Đầu là cao tống này này. Nhiều đầu kinh nhỉ. Đấy nhìn dễ là phun khiếp. Cây này thì bao nhiêu anh? Con này là 12 triệu. 12 triệu. Đấy. Cho lên cái chậu mẹ cô lại thì nhìn khác ngay, sướng ngay. Nó đang nuôi. Đấy, mình mua sẵn vậy. Bây giờ nuôi cút phát xong rồi cắt một nhịp xuống này. Khác biệt ngay. Bởi xi nó be nhanh, làm răm thì lâu không xi nó be nhanh. Ví dụ đây mà có một cái cút phát sau nó đầy ngay một nửa luôn. Nhưng như cái thằng này thì là nó lấy mầm nó dễ lắm. Đấy. Con này dòng xi này mầm nứt là dễ. Nó không như cái thằng kia khó chịu lắm. Mầm nó khó chịu lắm. Thằng này cắt chỗ này cắt đầu phun đấy đâu, nó nảy gần như cắt đầu phun đấy luôn. Nhìn này đi nảy đều đúng ý luôn, không mà mất một cái nào đấy. Phê không đấy, quá phê luôn. Hai cái đầu này đầu ghép thêm, đầu này đấy. Ghép thêm. Mấy anh em nhìn thế này thì mới cắt nhìn cảm giác thế, chứ mình phải nhìn tương lai gần của nó đẹp lắm, chứ muốn đẹp luôn thì thôi, chơi còn thiện. Thợ thì cứ phải đi bắt những cái đầu này nuôi được. Con này nuôi tương lai mà khá. Sao được con làng lùn bé bóng rộng nhiều đầu này, xi nó lành khá là nhanh, xi nó đấy đấy, chất này chất nám đẹp mà đấy, xi lên rất đẹp, xi đấy nuôi những cút xi nó béo nó mè khiếp. Nuôi nhặt lắm, nuôi thằng chơi tóc vẩy nòi ra đấy. Cái lúc bán được mấy đồng tính công được bao nhiêu đâu. Bây giờ có cây nào mà về phát lên đường ngay được ấy thì thôi, gọi là đấy, đỡ như tốn công thì mất cái công luôn. Phần 2 đấy, toàn dữ liệu tốt đấy. Đấy. Riêng đấy, những cái cút thế kia sướng, mẫm sướng. Con này ra về nuôi. Nhìn cái cổ nó kéo bè. Mẫm. Toàn bón mix nhỉ? Mình thì chưa bón phân mix ra. Bón phân mix thì ra cây nó ra anh, cây nó anh sai. Anh mua mix này của nhà nào đấy? Của nhà anh Hùng Trọng. Chứ mua của nhà ấy anh bị Hùng Diệu đúng không? Dùng nhà đấy thì còn được. Chứ nhiều các nhà khác dùng bị... Bây giờ nhiều loại đều lắm. Mình quen, mình thấy bón nó tốt là mình cứ lấy thôi. Mua cái phân này mà của nhà Hùng Chậu này mà cắt lá nha. Cây những cái hoàn thiện nó những cây mà cắt lá nha. Mẹ bón chỉ có vài ba hôm cả nó bật ngay lập tức. Đấy, mẹ thì... nó không thể nói là sau, ra luôn. Sau nó bò những cái này, cái rễ nó vách cứ phi xuống, muốn lấy vách đầu thì lấy, thoải mái. Với cái này là có thể là thêm một chút đấy. Nữa nó cắt được giật được rồi này, nó giật được tay nó rồi này. Đấy. Cái đòn này ấy hết rồi. Đấy. Cái này là con sau là đây. Ông nào mà nóng vội về thương mại cắt phát là có bóng luôn rồi đấy. Đúng rồi. Đấy, mình muốn bán ngay mà ấy là...
Đấy, nhưng mà mình cứ phải lì. Mình phải cắt giặt nó đấy. Đẹp. Bây giờ mà cắt ngay thì người ta nhìn thấy thì dễ bán, nhưng mà sau nó lại bị chậm. Có. Cái đòn kia nó đang nuôi đòn nó. Đấy, để cho nó ngang ngửa với cái bọn này. Ừ, nó to thế, này tay tâm sang Quỳnh. Riêng hạ nó. Phóng lên ra màn. Đấy. Sang riêng thì hạ nó thì có khả năng là thì còn được. Ừ. Mưa, hơi nước, mưa nó phì rồi, Quỳnh trắng đầu. Cái thằng bò mẹ là móng này thì nó dễ buông thì nó dễ mà khó. Đấy. Quan trọng là mình sắp xếp nó làm sao cho nó hài hòa nó ấy thôi. Ừ. Chứ còn thì nó cũng dễ mà. Đúng rồi, nó nhiều vách. Làm dáng làng thì hơi bị hợp, quá hợp lý. Ok, thế hòm đủ rồi đấy. Anh em có dịp thì lên đây chơi, ra chợ gặp anh hoặc là vào nhà chơi một số cái phôi ở đây, thích thì giao lưu. Đấy. Rất vui vẻ, giá hợp lý thôi. Rồi, cảm ơn anh em nhé.